Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Với mục tiêu đưa nước phục vụ đầy đủ cho tất cả diện tích cây lúa và hoa màu, đặc biệt là những chân ruộng cao và xa nguồn nước để sản xuất, thời gian qua, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc đã triển khai xây dựng nhiều tuyến kênh mương nội đồng nhằm cung ứng đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2015, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc đã triển khai xây dựng 13 tuyến kênh nội đồng ở các xã Trung Hà, Yên Phương, Hồng Phương, Đại Tự với tổng chiều dài gần 5.600 m, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được cứng hóa lên tới 90%. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đã giúp tiết kiệm được nguồn nước phục vụ cho tưới tiêu và nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân. Việc kiên cố hóa kênh mương đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, cũng như mở rộng diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện. Hiện nay, xí nghiệp thủy lợi Yên Lạc đang gấp rút hoàn thiện những tuyến kênh còn dở dang để kịp thời đưa vào phục vụ cung cấp nước cho bà con nông dân sản xuất trong vụ xuân tới. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Hàn 2, cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức khai trương phòng vắt trữ sữa cho công nhân đang nuôi con bằng sữa mẹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Hàn 2 đi vào hoạt động năm 2008, chuyên thêu gia công các sản phẩm áo, mũ Hàn Quốc. Đến nay, công ty đã góp phần giải quyết việc làm cho 160 lao động, trong đó số lao động nữ chiếm 99% lao động của công ty. Tại công ty, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khai trương một vòng vắt trữ sữa. Đây là phòng vắt trữ sữa thứ 29 được lắp đặt trong các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai lắp đặt các vòng vắt trữ sữa nhằm giúp chị em công nhân sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ, giúp nữ công nhân tiết kiệm được một khoản tiền mua sữa ngoài cho con, đồng thời bảo đảm nguồn dinh dưỡng quý giá từ sữa mẹ để nuôi con nhỏ, góp phần giúp chị em công nhân lao động yên tâm sản xuất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 2000, trú ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về tội cướp tài sản. Trước đó khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2015, Hiệp đi xe đạp từ nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị Đỗ Thị Lương ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, thấy cửa cổng mở, Hiệp đi vào phòng ngủ trộm cắp thì bị chị Lương phát hiện. Hiệp liền dùng tay bịt miệng chị Lương và dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Lương đưa chiếc điện thoại Samsung. Sau đó, Hiệp kéo chị Lương ra bàn trang điểm lấy chiếc máy tính xách tay Asus. Sau khi lấy được tài sản, Hiệp bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Hiện công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý. Chuyển sang phần tin trong nước. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2015, công tác thu chi ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kèm theo việc giá dầu thô sụt giảm mạnh. Nhưng tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2015, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 957.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Đặc biệt, qua rà soát, nắm đối tượng và nguồn thu ngân sách trên địa bàn, triển khai các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đôn đốc thu các khoản theo kết quả kiểm toán, thanh tra, thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, ngành tài chính đã thu hồi 39.000 tỷ đồng nợ thuế nội địa. Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá đã hạn chế cao nhất việc phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để hỗ trợ cân đối ngân sách trung ương năm 2015. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016, toàn ngành đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 7% trên năm. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt khoảng 7,1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rừng, đặc biệt chú trọng chất lượng giống, cải thiện cơ sở hạ tầng để giảm chi phí trồng rừng, chi phí vận chuyển tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ. Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy, trong năm 2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 7,92%, xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục tăng cao với giá trị xuất khẩu đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù hiện nay xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đang thuận lợi, chưa có nhiều rào cản, tuy nhiên một số chuyên gia nhận định, thời gian tới, trước yêu cầu về nguồn gốc gỗ của Liên minh châu Âu và Mỹ, ngành lâm nghiệp cần phải có giải pháp thích ứng, phát huy lợi thế nội lực nhằm thực hiện các cam kết hội nhập. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2015, Việt Nam đã chi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu phụ tùng, linh kiện phục vụ sản xuất lắp ráp trong nước.
Thị trường ô tô trong nước tiếp tục tăng tốc khi lượng xe bán ra đạt hơn 215.500 xe trong 11 tháng. Nếu cộng thêm 2,97 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu xe nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu ô tô và phụ tùng năm 2015 đạt 5,987 tỷ đô la Mỹ, tăng 59% so với cùng kỳ, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Số tiền chi cho nhập khẩu linh kiện ô tô và ô tô nguyên chiếc có phần nâng tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính cả năm nay của Việt Nam lên 165,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước. Năm 2015 được đánh giá là khoảng thời gian kinh doanh tốt nhất của các hãng ô tô, nên các liên doanh lắp ráp ô tô trong nước cũng có mức tăng trưởng khá cao và được xem là cao nhất kể từ khi họ có mặt ở Việt Nam. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô trong nước VAMA cho biết, thị trường ô tô trong nước tiếp tục tăng tốc nhanh khi có lượng xe bán ra hơn 215.500 chiếc trong vòng 11 tháng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới kinh doanh dự báo lượng xe tiêu thụ có thể cán mốc 240.000 xe khi kết thúc năm nay, một con số kỷ lục từ trước đến nay của thị trường ô tô trong nước. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự An toàn Xã hội Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, công dân không nhất thiết phải đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân khi chứng minh nhân dân vẫn còn giá trị. Từ 1 tháng 1 năm 2016, 16 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu triển khai cấp thẻ căn cước công dân cho công dân từ 14 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, các địa phương khác vẫn tiếp tục cấp chứng minh nhân dân 12 số thay cho 9 số. Đến 1 tháng 1 năm 2020 mới triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân trên toàn quốc. Như vậy, từ 1 tháng 1 năm 2016 sẽ có chứng minh nhân dân 9 số, 12 số và thẻ căn cước công dân cùng tồn tại. Từ 1 tháng 1 năm 2016, người dân có thể dùng một trong ba loại giấy tờ trên trong các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính. Thẻ căn cước công dân có một số thay đổi nhằm giảm thiểu tối đa những giấy tờ hành chính cho công dân, đồng thời giúp cho thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ và nhanh chóng hơn. Thẻ căn cước công dân được gắn mã số định danh của từng người, cơ quan quản lý, nên chỉ cần tra mã số trên hệ thống dữ liệu là có thể nắm được thông tin của cá nhân một cách nhanh chóng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 30 tháng 12, sân bay quốc tế nằm ở Modlin, ngoại ô thành phố Warsaw của Ba Lan đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được điện thoại đe dọa đánh bom. Theo một quan chức phòng cháy chữa cháy thành phố, nhân viên sân bay phát hiện một bọc hành lý khả nghi nằm bên trong nhà ga sân bay, cách khu vực đường băng. Đi vào hoạt động từ năm 2012, Modlin là sân bay có lượng khách đông thứ hai tại thủ đô Warsaw với khoảng 4.000 đến 7.000 hành khách di chuyển mỗi ngày. Các chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair tới London, Paris và Bruxelles cũng hoạt động tại đây. Gần 6.000 nhân viên cảnh sát, trong đó có hàng trăm người được trang bị súng trường, máy dò bức xạ cùng cảnh khuyển đánh hơi bom, được bố trí bảo vệ quảng trường thời đại vào đêm giao thừa bước sang năm 2016. Sở Cảnh sát New York và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết, kế hoạch bảo vệ hơn 1 triệu người tập trung tại quảng trường thời đại, bao gồm các trạm kiểm soát nhiều lớp và đội phản ứng nhanh với 500 nhân viên cảnh sát chống khủng bố tinh nhuệ. Lễ đón năm mới tại quảng trường thời đại diễn ra thường niên trong hơn một thế kỷ qua, với lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 12 năm 1907. Sự kiện được truyền hình trực tiếp khắp thế giới này có thể thu hút tới 100 triệu khán giả. Giống như mọi năm, điểm nhấn của chuỗi hoạt động đón năm mới tại quảng trường là nghi lễ thả quả cầu pha lê trong khoảnh khắc giao thừa. Ngày 30 tháng 12, quân đội Syria cho biết đã tiến vào thành phố chiến lược Sheikh Miskin, một trong những thành trì của lực lượng chống đối ở tỉnh Dara, miền Nam. Việc giành lại quyền kiểm soát Sheikh Miskin có vai trò quan trọng vì đây là khu vực tiếp viện cho các tay súng chống đối đang hoạt động tại tỉnh Dara, cái nôi của cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đưa tin quân đội đã giành lại trung tâm thành phố và nhiều khu quân sự. Các phần tử khủng bố bỏ chạy hàng loạt sau khi nhiều thủ lĩnh của lực lượng này bị tiêu diệt. Trước đó, ngày 29 tháng 12, quân đội đã kiểm soát căn cứ quân sự Lữ đoàn 82 tại tỉnh này. Thành công trên đạt được một ngày sau khi quân đội giành lại thị trấn chiến lược Mahin ở tỉnh miền Trung Hôm từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mahin có vai trò quan trọng cả với IS lẫn chính phủ Syria do vị trí chiến lược gần tuyến đường quốc tế, con đường huyết mạch nằm giữa thủ đô Damas, tỉnh Homs và khu vực miền Bắc. Theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ổ dịch Ebola tại Guinea vốn bùng phát trong hơn 2 năm qua, gieo rắc cái chết khắp khu vực phía Tây châu Phi và đẩy khu vực này rơi vào tình trạng tồi tệ nhất đang dần bị xóa bỏ.
Điều phối viên Ebola của WHO tại Guinea cho hay tình hình dịch bệnh Ebola tại Guinea đang bị xóa sổ. Hiện không còn bệnh nhân nhiễm Ebola nào tại quốc gia từng là thuộc địa của Pháp, cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới này. Đó là kết quả từ nỗ lực của chính phủ Guinea, cũng như sự hỗ trợ cần thiết của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống Ebola. Vào thời gian đỉnh điểm, Guinea ghi nhận con số kỷ lục có đến hàng trăm trường hợp tử vong mỗi tuần vì loại virus này. Bệnh nhân Ebola cuối cùng ở Guinea là bé trai Nubia, 3 tháng tuổi. Em bé này bị nhiễm bệnh ngay từ khi mới sinh ra, song đã được điều trị khỏi vào hôm 16 tháng 11 vừa qua. Kể từ đó tới nay, Guinea không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Thời gian 42 ngày qua, gấp đôi số ngày tối đa của giai đoạn ủ bệnh đối với virus Ebola là điều kiện cần thiết để có thể tuyên bố Guinea đã xóa sổ được dịch bệnh. Khởi phát từ tháng 12 năm 2013, dịch bệnh Ebola đã cướp đi mạng sống của khoảng 11.300 người trong số 29.000 trường hợp nhiễm bệnh. Song nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể còn tăng cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình truyền hình ngày mai.